Được thành lập vào ngày 18 tháng 5 năm 2011, MC là đơn vị tiên phong về công nghệ CNC Laser Fiber và CNC Plasma. MC là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sản xuất thành công dòng máy cắt laser fiber công suất cao từ 12.000 W đến 30.000 W theo công nghệ châu Âu tân tiến, giúp khách hàng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành gia công, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Với diện tích nhà xưởng hơn 5.000 m2, đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2015, gồm 3 phân xưởng: phân xưởng sản xuất khung máy, phân xưởng phun sơn làm sạch, phân xưởng hoàn thiện máy, cho năng suất sản xuất hàng năm từ 200 đến 250 máy CNC laser công suất cao. Hiện tại, MC có hơn 1.000 khách hàng đang sử dụng máy cắt CNC MC, trong đó có các khách hàng lớn của nước ngoài như nhà máy RK Nhật Bản, nhà máy Kitech Nhật Bản, nhà máy Nagoya Nhật Bản, nhà máy AGE Australia. Các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PTSC, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam Vinacomin, Tập đoàn Sunhouse, Lilama 692. Ấp ủ của MC là sản xuất ra dòng máy CNC laser chất lượng cao do người Việt hoàn toàn làm chủ công nghệ, và sản phẩm này phải mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng với giá cả hợp lý, phục vụ cho đa phần các khách hàng Việt Nam và hướng tới xuất khẩu đi nước ngoài. MC có phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm riêng nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và độ ổn định sản phẩm, giúp khách hàng có thể tiếp cận công nghệ CNC tiên tiến, hiện đại nhất với chất lượng cao và giá thành hợp lý. Năm 2017, MC vinh dự nhận giải thưởng Top 10 thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm do người tiêu dùng bình chọn, được Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức. Phương châm hoạt động của công ty là lấy chất lượng sản phẩm là mục tiêu cốt lõi, sự hài lòng của khách hàng là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Chính vì vậy, MC luôn chủ động nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Khách hàng luôn nhận được sự phục vụ tận tình, nhanh chóng, đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao, luôn sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật cho khách hàng 24/7. Văn hóa của MC hướng tới sự hài lòng, sự yên tâm, tin tưởng và gắn bó lâu dài của khách hàng. Để làm được điều đó, thì yếu tố con người luôn được ban lãnh đạo MC đặc biệt chú trọng. Với mỗi cán bộ, công nhân viên đều xem MC là ngôi nhà thứ hai của mình. Sự tận tâm, trung thực, tinh thần hợp tác và sẻ chia luôn được đề cao để xây dựng một tập thể phát triển vững mạnh. MC mong muốn góp phần vào sự phát triển của ngành cơ khí nói riêng, cũng như sự phát triển của đất nước nói chung, đưa nền công nghiệp Việt Nam sánh vai cùng nền công nghiệp thế giới. MC cam kết tạo ra những giá trị thiết thực cho sự phát triển chung của ngành cơ khí Việt Nam bằng việc không ngừng đổi mới, sáng tạo, cho ra đời những dòng máy tân tiến và hiện đại nhất. MC, tiên phong công nghệ.